Ngoài cái bài kinh doanh lúc nãy của mình cũng nói là nếu mà chúng ta chỉ có thuần từ thứ hai tới thứ bảy mình không làm theo chu trình, mình cứ đăng tất cả những nội dung về về kinh doanh hết, hôm nay thì đăng sản phẩm A, ngày mai đăng sản phẩm B, từ thứ hai thứ bảy lúc nào cũng nhìn thấy AAA, cũng nhìn thấy bảo hiểm nhân thọ, đúng không? Thì chắc chắn cái thiện cảm không có. Và nếu vậy khi các chị đi kết bạn thì sao, kiểu gì người ta cũng vào Facebook cá nhân của chị người xem, mà thời nay mà kết bạn thì gọi là phải cẩn thận chứ không phải là có ai kết bạn là bấm đồng ý đâu, đúng không ạ? Đây là chắc chắn những người mà các chị gửi lời đề nghị kết bạn người ta sẽ vào Facebook của các chị xem, và nếu mà từ đầu tới cuối AA là thua rồi các nhá, là xong rồi, khả năng mà người ta chấp nhận lời đề nghị của các bạn là rất là thấp. Mình cũng thường xuyên như vậy, mình thường xuyên nhận được những lời đề nghị kết bạn mà cái hình avatar cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà cá nhân mình thấy là những cái hình avatar, những hình đại diện mà càng hấp dẫn là càng nên nghi ngờ, bấm vô cái là y ra rồi, xổ số kiến thiết rồi tín dụng rồi các kiểu rồi next next cho nhanh nữa nha. Đây là nếu các chị những đã gặp cái trường hợp như vậy, nếu các chị đang xem live hôm nay mà đã gặp trường hợp như vậy thì chắc chắn bản thân gọi là người khác khi mà vào Facebook của anh chị người ta cũng có cái cảm nhận tương tự, được chưa? Nếu người ta nhìn cái Facebook của mình mà từ đầu tới cuối người ta lướt qua khoảng 3-4 bài, lướt 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 nhanh mà toàn là nói về sản phẩm, nói về bảo hiểm, thì chắc chắn người ta sẽ không có ý định kết bạn, đúng không ạ? Nên là phải có nội dung cá nhân vô à, thì lúc đó cái Facebook của mình gọi là nó mới có thiện cảm, được chưa? Là cái bài cá nhân nó cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt nếu hôm nay có thể sẽ có những anh chị mà xưa giờ cái thói quen đăng bài nó chưa có, là xưa giờ các chị dùng Facebook cá nhân mang tính là đi tàu ngầm là chính mình dùng Facebook cá nhân mình xem nội dung này, đọc tin tức kia, vân vân, ít khi các chị đăng bài, thì đăng nội dung cá nhân lại càng phải càng cần thiết các chị. Bởi vì trước khi các chị bắt đầu sử dụng những nội dung về mặt kinh doanh để nó có hiệu quả thì mình cần phải gọi là làm nóng trước cả nhé, mình cần phải đăng một vài cái bài mà mình không bị gò bó trong một cái chủ đề cụ thể nữa, thì lúc đó các chị sẽ thoải mái hơn, mình đăng những cái mình muốn thôi, mình thích thôi. Còn nếu bây giờ ép các chị phải bây giờ đăng về sức khỏe, ôi trời khó nha tôi chưa bây giờ biết là đăng về sức khỏe thì nó sẽ nó khá là khó khăn. Đây là bây giờ nếu những anh chị nào mà đã làm gọi là tương đối dùng Facebook và đăng bài thường xuyên rồi thì ok không nói, thì chúng ta cần điều chỉnh lại chủ đề thôi. Còn nếu các anh chị nào mà xưa giờ vẫn sử dụng Facebook theo kiểu là công cụ giải trí, mục đích cá nhân, xem tin tức vân vân, thì cần phải có ít nhất là khoảng 5 tới 7 bài, 5 tới 7 bài cá nhân trước khi bắt đầu là chúng ta sử dụng cái thư viện nội dung social selling. Được chưa? Rồi. Cái nội dung cá nhân ấy, bởi vì nó là cá nhân nha, nên là cái tính cách của anh chị sẽ được thể hiện ra tối đa. Dạ, mình sẽ nói về sở thích của mình nói về những cái điều mình quan tâm, mình nói về những cái cuốn sách mà các chị đọc, mình nói về những cái những người mà các chị gặp, hoặc là mình nói về những cái khoảng khắc gì đó trong ngày. Lát nữa mình sẽ nêu cụ thể ra như một vài cái bài loại bài đơn giản mà các chị có thể áp dụng được ngay lập tức, nó dễ cực kỳ dễ các nha. Thì tất cả những nội dung đó nó thể hiện được tính cách của mình, nó thể hiện được con người mình ra. Và thông qua cái chuyện đó sẽ có những người quý các chị, và chỗ này mình nói thêm này, sẽ có những người quý và có những người không thích, sẽ có những người thích và có những người không thích, chuyện rất là bình thường, nhưng mà quan trọng là chúng ta tìm được những người thích. Còn những người không thích thì sao, tất nhiên họ đi chỗ khác nữa, tốt thôi mà, đúng không ạ? Đúng không ạ? Không thể nào mà một người mà ai cũng thích cả, sẽ có những người thích mình, có những người không thích mình. Cái những mình tìm ra được chuyện đó, mình lọc ra được. Đó, những người thích mình sẽ kết bạn với mình, còn những người không thích mình, ok, họ đi chỗ khác. Cảm ơn, đúng không? Quá tốt. Còn đỡ hơn là có những người mà không thích mình mà còn ở trong friend list của mình, trong gậy bánh xe nữa, rất là khó chịu. Thà là ok, họ không thích mình, họ đi chỗ khác, càng tốt. Nên là chúng ta cần phải cố gắng có cái tỷ lệ như thế này. Đây là cái để chúng ta gọi là cân bằng cái mà yếu tố lúc đầu mình nói là sự cân bằng trong một cái tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Thì tỷ lệ bài cá nhân và bài kinh doanh thì mình đang để là 8 và 6, thì trong cái tiêu chuẩn là mỗi ngày các chị phải đăng 2 bài, và một tuần là bao nhiêu, một tuần mình 7 ngày à, một ngày mình 2 bài là nhiêu, 14 bài. Như vậy thì 8 bài nó là bài cá nhân, bây giờ 8 6 á,
và 6 bài là bài kinh doanh, và đây tỷ lệ là tối đa các anh nha. Thật ra đây là cái ngưỡng mà các chị không nên vượt qua, tức là cái ngưỡng ngưỡng tối đa mà không nên vượt qua. Còn cái con số ở đây gia giảm á, cao hay thấp á, thì đó là số lượng về bài kinh doanh các nha. Đó, nếu các anh chị có thể giảm xuống một chút xíu thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái ngưỡng này nó vẫn là nhìn nhìn Facebook của các anh chị ấy, nó vẫn hơi phải sao nhỉ? Làm ăn nhiều quá, buôn bán nhiều quá, nó có màu sắc là buôn bán nhiều quá. Đó, 8 6 bài vẫn là tương đối nhiều. Nên là nếu các anh chị mà đưa về khoảng 4 bài thì perfect. À, tức là 10 bài cá nhân và chỉ cần 2 bài về kinh doanh thôi. Đó là perfect. À, có một chút xíu lưu ý đây là cái kinh doanh ở đây ấy, là những bài mà trực tiếp đó nha, trực tiếp về về cái mà chị đã làm, về về sản phẩm, về công việc vân vân, về chuyện là khách hàng hay gì đấy, đó là bài trực tiếp. Còn những cái bài theo dạng là mình chia sẻ, giả sử mình đang chạy về về sức khỏe trong cái tháng này, thì nếu các chị chia sẻ cái trải nghiệm về sức khỏe thì nó vẫn coi là bài cá nhân nha, đúng không ạ? Nên là các chị phân biệt chút xíu. Bài kinh doanh là những bài trực tiếp về sản phẩm, các chị nói là AA có gói như thế này, gói bảo hiểm như thế này, gói gì đó vân vân, và chính sách là như thế này cái kia, hoặc là hôm nay mình đi gặp khách hàng cần tư vấn về ABC gì đó, tức là mình nói trực tiếp tới sản phẩm thì lúc đó gọi là bài kinh doanh. Còn có thêm một cái nhóm bài tuyển dụng nữa, đó cũng gồm vào là bài kinh doanh luôn. Còn những cái bài khác chỉ là chia sẻ kiến thức, thậm chí ha, nếu cái bài các anh chị nói về sản phẩm nhưng đó là cái bài mà các anh chị chia sẻ để giải thích đơn giản hóa về một cái sản phẩm hoặc là một cái chính sách bảo hiểm nào đó, thì đó vẫn coi là bài cá nhân và được xếp loại là bài kiến thức. Được chưa? Chỉ trong cái bài đó thì các anh chị đừng nói về giá cả, rồi khuyến mãi, rồi làm sao để đăng ký, đừng có kêu gọi người ta mua hàng thì ok. Còn nếu mà các chị chia sẻ là với chính sách như thế này thế kia, dành cho các bệnh như thế này hoặc là cho trường hợp như thế này để phòng chống rủi ro thì ok, vẫn ổn nha. Đó, nó được xếp là bài kiến thức rồi. Thì đó là cái tỷ lệ, thì tỷ lệ này là cái mình nhắc lại, mình chỉ đưa là cái maximum, cái tối đa, rồi sau đó các gì có thể tùy ý gia giảm, và tốt nhất nên là giảm cái số lượng bài kinh doanh trực tiếp lại các nha, giảm về khoảng 4 3 4 gì đó thì ok. Còn cái tỷ lệ bài cá nhân mình tăng lên, mình thay vì là mình nói 6 bài về kinh doanh, bây giờ mình cắt đi còn 4, thì hai bài đó mình nói về dạng là kiến thức chuyên sâu thì càng tốt. Được nha. Ok.